Yang jauh thot bat nombok kapi ya mong. Ba. Bat pikoi kau an, bat jeing kau an ya pak. Awal mula nak kering mong. Ba. Ba. Ya pel kering beling sup cedak cikik rumuy garang pel nang apa mantik dia thamaj ah kat kei kat kemah. Ba. Kering beling hei pel ada kemoy kang semat kecap. Ba. Hai kang semat kec nang kau thamaj bosan ni jeing kau cebat kau cap an jeing an. Ba. Ba. Lực lại thao 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 nơi kau thử cho rum bị thi ca rumuy kau. Thì ấy xinh xinh mà đại khá thở cao ra tục tành luôn là thua mục thua mọt ấy thua sọi ấy ở về xa ấy chẳng là lâu chẳng ra và nên có cột ở miền cạn ăn cửa đại tại sản phẩm bài thái dương phương trở ra cho thòm ra nên nó cứ dương phẹn mùa sản phẩm phía tư và chẳng chết chẳng chẳng ngay và đầm bây mình mang cà phê dù chỉ bật kê nẹ đợt tây thế và cứ đầm bây khôn dương đầm đoàn và của ta mua sản phẩm phía dương phẹn tư nhận đại lời đại tâm tới đó đôi lúc chẳng ta còn mình phải sang môn đường chân mà cứ ai chui dương mà đừng tham mệt chua phản hà thì chua giấy cứ dương ai cà phê bàn bà được bà, rồi bà bỏ bàn một cái năng hay có tâm ra là dương bạc phê lắng cứ bà dương có viên mình lò này mà bà sân thì dương biên một số vật thiết cứ dương ai bà cà phê dùng chủ vật dương bàn đây và chúng ta dương ai đua bọc tục nó dương gọt mũ ai mà ta là xa lạp bàn tại bà viên một số vật thiết tại mùa sản phẩm đã lượng đại trầm tay tới vì ai chui dương ba mươi cùng đợt đây và đây có sông sơn đông phố đấy đó bong bong đây là để cất tháo tại mùa sản phẩm tới vì là giờ bật bong thùng rock khôi free sọc lên năng ba sắp cất tới bữa tam nhung cất bấy nhung là sắp cất tới khôi free sọc mà nên không cho tại sản phẩm sản phẩm bao dương được bao bao cứ việc sầm khán chiên và đa dương sầm hà ta được lấy cứ việc còn mình miền này vậy đây và sầm cứ chia riêng rồi hốt đem đòn và lục chân ra lục chân ra trăm vị sầu lòng muối cái dễ lục chân ra cái hai là sợi sạt nâng chạ đi già nó và pro sầm hà người chia và tại lời đi dương plap đồn thế vậy và mày biết luôn chân ra và là hơi ni ở đất à từng há từng há và đường vị trí tục một lại sang một lại và trầm trời và đường sát mà mơ được cái sát sát đấy và đường vị trí và tam cầu và hay hay là sợi sát đường chạy dài nó và bị muốn máu gửi dư người vô và bị sọc nó sọc xuống nè và sát đường chạy dài chẳng mệt là mơ tới luôn sầm phong hàng cầu khi còn thầm đã và ở xa đấy mơ tới tay vậy đèn o nó cứ chạy giảm việt hoặc còn và chỉ cất cu sờ lạnh bong ôn này chắc anh ấy cứ chỉ cất chạy giảm việt o và mình mai ta ao đà rút áp ô mơ tới sạch sọc chơi chúng mốt xuống này lần tăng tăng và lên một sọ bà có hôm so ấy chẳng mơ tới cứ sát chạy giảm o đó và cứ mình mai tê và cứ dầm đau cho lửa tại chỉ rắc tèm đong và hay bộ đồ đã sống hà nó đây và còn một mai là cần thảo nó ở được khơi sống hà nó và áo sửa cái lip lip á và mà chưa với bắt ta bỏ xo ấy nà mơ nó lối á bảo ta không ai ấy mà mình mai đây và cứ sống tháng kia tại chỉ là càng khăn ông mà dân này rồi sống khó dân sát tại là tại chỉ là dây ngọt ban nên có vì mình ở đây và về người ta thòm đá và lời này cứ bờ sân chia sầm rạp cái hà thà cả tiền tiền như hàng cái và yeah. Và thưa ấy mỗi cái đó vừa tha rút sầm ra riêng miền tây á anh thì phía miền tây này miền tra anh riêng này tha khoác khăn này tha sầm ra khoác ở sài ba này chẳng hạn và tại vừa tha vì muốn ở đây na luôn thì ra và tha còn tha nãy giờ giờ bây giờ vậy tới giờ ra xóm cùng cái nĩa và còn tới tại chỉ đắc tới đâu bây giờ xóm cùng mới tới đầu lò và tụi dục bàn chứ và tha và tha dân rung sầm phò dân ban tại chỉ đắc vì dân ngọn ban anh đang coi của bà đây thầm đá tại là ở thọ là chỉ đắc dân ngọn ban chứ thầm đá tôi thua ca thì mình kế gọi cho sầm rồng mình kế đấy luôn chẳng và vừa bàn tới yốt tao hiện đi tao hiện đâu kia thua ấy đang đặt bị khâu và chúng nó tao có kia nó cứ ăn miên này mơ thôi ba chẳng có việc lo đây chẳng dương tự đặt miên đừng o ba cứ đừng lo đây là cọ sống to ba mình mềm từng cọ đây ba chọn về tha từng rùm sống bát hay là cây cá là tạ giác không đây ba hay
ແລະនិយាយពីរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បែរជាយករឿងបារុះសម្បត្តិរុះសម្ផ័យមកនិយាយវិញវិញបាទតែតើជាមួយនឹងការស្រឡាញ់រូបសម្រស់តែមិនស្រឡាញ់អាយុជីវិតបាទធម្មតាបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺវាអាចបង្កយើងបាទខាតបងច្រើនណាស់បាទជាមួយនឹងការបាត់បងរូបសម្រស់ហើយជាមួយនឹងការដែលថាការអាចយើងពីកាយឬក៏បាត់បងអវយវៈណាមួយបាទវាធ្វើឲ្យយើងគេហៅថា ខាត់ប្រយោជន៍ច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងឲ្យសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិក៏ដូចជាទូរទស្សន៍ឯកជនបាទគេថារួមគ្នាដើម្បីការពារកាត់បន្ថយការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទលោកធីរាបាទបាទហើយរឿងហើយគឺយើងខ្ញុំកពីអ្នកសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបាទហើយយើងខ្ញុំកពីអ្នកសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយពេលសិនវេលាមកជួបគ្នានៅវគ្គបន្តទៀតបាទសូមអរគុណបាទបាទ